Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức hội nghị tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2021. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh đã có bước phát triển. Số người tham gia hiến máu tình nguyện và số đơn vị máu tiếp nhận được năm sau cao hơn năm trước. Năm 2020, toàn tỉnh tiếp nhận 3.000 đơn vị máu. Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức 15 đợt hiến máu với trên 6.300 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận gần 4.700 đơn vị máu. Đặc biệt, chương trình Hành trình đỏ phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thu hút đông đảo người dân tham gia và thu được trên 2.300 đơn vị máu, đảm bảo an toàn và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông qua các chương trình hiến máu tình nguyện, đã có nhiều tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc như ở thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn, trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, vận động 100% cán bộ công chức cấp xã và nhân dân tham gia hiến máu. Thông tin chi tiết về hội nghị, mời quý vị và các bạn theo dõi trong bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.